Hồ Quang Hiếu lên chức bố ở tuổi 41, khoan đám cưới với vợ kém 17 tuổi. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, Hồ Quang Hiếu xác nhận bà xã Tuệ Như đang mang thai con đầu lòng. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí chiều ngày 29 tháng 10, ca sĩ Hồ Quang Hiếu xác nhận bà xã của anh, Tuệ Như, đã mang thai đến tháng thứ 6. Vợ chồng tôi vui mừng khi biết có con đầu lòng, nhưng phải đợi em bé trong bụng cứng cắp mới chính thức chia sẻ với mọi người. Hay tin được lên chức bố, tôi vui lắm. Tôi đã mong đợi ngày này rất lâu rồi, nam ca sĩ chia sẻ. Theo Hồ Quang Hiếu, trong 4 tháng đầu, vợ anh gặp tình trạng nghén nặng. Anh phải nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ chăm sóc, nấu ăn bồi bổ cho vợ. Thời gian qua, Tuệ Như gác lại hết các hoạt động nghệ thuật để tập trung dưỡng thai. Người đẹp được dự sinh vào cuối năm nay, giọng ca Con Bướm Xuân cho biết, cả hai dự định lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm, nhưng vì có tin vui nên tạm gác lại việc làm đám cưới. Hồi năm đầu, vợ Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ, gia đình chồng rất trông ngóng cặp đôi sớm có con. Tôi không gặp áp lực gì, nhưng thú thật anh Hiếu cũng đã có tuổi nên sớm có con sẽ tốt hơn. Sau khi sinh xong, gia đình ổn định thì tôi mới trở lại với công việc người mẫu, đóng phim. Tôi đặt vị trí của mình vào chồng nên hiểu cảm giác anh mong con như thế nào. Hồ Quang Hiếu công khai hẹn hò với Tuệ Như vào tháng 4 năm 2023. Cả hai lần đầu gặp gỡ trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu, cả hai trò chuyện và kết bạn Facebook của nhau. Sau một thời gian, cặp đôi nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ nên quyết định yêu nhau và lên kế hoạch xây dựng tổ ấm. Đến tháng 5 năm 2023, nam ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã đăng ký kết hôn với Tuệ Như. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Hồ Quang Hiếu cho biết, chuyện tình cảm của cả hai được gia đình hai bên ủng hộ. Sau khi kết hôn, cuộc sống Hồ Quang Hiếu thay đổi hoàn toàn. Bà xã giúp anh có nhiều động lực, năng nổ hơn trong công việc. Hồ Quang Hiếu tên thật là Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1983 tại Buôn Mê Thuột, Đà Lạt. Nam ca sĩ sở hữu khuôn mặt điển trai, chất giọng ấm áp, nổi tiếng với các ca khúc như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đừng Buông Tay Anh, Tìm Em. Bên cạnh đó, anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web drama với nhiều sản phẩm thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Giải Cứu Tiểu Thư, Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử.